mình quyết định xây một cái lâu đài cát đi. Để làm gì? Để cho ngày hôm nay tặng cho Jimmy. Thật là đúng đời luôn. Ôi, cái gì vậy? Hết lộn. Willy với lại thằng con của giọng vẫn không con qua đây chi vậy kêu lên. Trời ơi, tôi đi bằng con tôi qua đây á là nghe ông Mocky nói á, chi ha tốt bụng có thể giữ giùm mấy đứa nhỏ hất ghi giùm được. Cho nên tôi đem nhóc tôi qua đây nhà gia giữ giùm tí nha. Trời ơi, bây giờ không lẽ tôi bữa giờ tôi nhận con của ông Foggy là Mocky là mệt rồi, giờ Billy nữa, thôi mệt lắm rồi. Bây giờ con của ông thằng Billy thì tự nhận đi, tôi không có giữ đâu, hoặc là đi kiếm dịch vụ rồi đi, ai rảnh đâu mà nhận, thôi tôi đi về đây. Vậy cho ai chăm vậy bà? Trời ơi, giúp tôi đi, trời ơi, tôi đang bận lắm, trời ơi, tôi đi về đây, ông rảnh đâu nghe. Giúp tôi đi, giúp tôi đi. Đi luôn rồi ba ơi, giờ chào đây bà. Trời ơi, thôi đi về con ơi, rồi để ba tìm cách cho, trời ơi. Mệt quá. Dạ. Ủa, hello, Killer, hello, Killer. Trời ơi, gặp Jimmy là hên quá. Trời ơi, Jimmy ơi, tôi đang bận tí chuyện á. Vợ Jimmy giữ thằng nhóc tôi dùm được không, Jimmy? Ông bỏ ra ông bận á, ông bận thì ông cứ gửi tôi trông dùm cho, gửi mấy người trong lại, ai nhận được mà. Trời, đúng rồi, tôi hôm nay tôi bận lắm. Trời, tôi quá trời, tôi bận luôn. Ôi, giùm mày coi, nhắc tôi hôm nay. Thôi, tôi đi nha, có không vậy rồi, bye. Ok, bye bye nha, ở đây quay mà chừng nào ông đón nó để tôi biết nữa. Âm, nó đủ 18 tuổi thì tôi quay lại tôi rước luôn nha, gọn. Ok, cảm ơn nha, thank you. Cái gì, 18 lần hả? Yeah. Trời ơi, chết tôi rồi. Ê, có căn kiểu này phải đi qua vợ gì hả? Không hiểu sao từ cái ngày mình nhận ông Mocky bây giờ cái mình bị biến hình giống như cái nhà trẻ vậy trời. Giúp hết cái người này người kia. Cái gì vậy chứ mi? Giúp lại. Cái gì vậy? Đi xà xì xầm gì vậy? Đâu rồi? Bà đâu rồi? Hello à. Cái gì đi đâu đây? Ủa? Tôi, hello. Không, hello, người nhận nuôi. Người nhận nuôi là sao vậy mày? Tôi yeah. Lỡ dài. Tôi mới lỡ gì vậy? Trời ơi. Ông chửi ông kêu lỡ có người là giúp nó đó. Ôi, bữa giờ là hi ha thì bị Mocky nhận nuôi. Bây giờ tiếp theo là Killy nhận nuôi nữa hả? Trời tôi ơi. Tôi nhớ đâu giúp tôi đi à ơi. Ông đó 18 tuổi có giúp nó đó. Lại 18 tuổi nữa hả? Trời ơi. Sao tôi cực khổ quá vậy nè. Bữa giờ là hết Mocky và tới Billy và tôi mệt lắm rồi, bây giờ thêm Killy này nữa. Tôi đâu có biết đâu, không vô hỏi chuyện nó kìa. Trời ơi, bà đúng là ngu như bò. Nãy nó lấy cái gì nó chơi kìa. Nãy nãy tôi mới thấy nó đốt pháo hoa vậy. Cái gì vậy Killy? Nãy nhầm đó. Ôi kêu ly trời ơi. Bây giờ nếu mà bà đã nhận rồi thì bà phụ chung với tôi đi, tôi phụ bà thôi chứ tôi không có đảm nhận một mình đâu nha. Ông đâu đảm nhận, chính tôi đảm nhận phụ đó, hay không là tôi phụ chung với ông. Trời ơi, bây giờ tôi phải nhận như vậy á trời, cực khổ rồi chứ. Pha sữa cái gì? Ôi mấy con hất ghi này không cần pha sữa, chúng ta làm đồ ăn đi, nhanh lên vô đây. Rồi nè, nấu đồ ăn đi trời ơi. Kêu ly đừng có quậy nữa coi, trời ơi, nhạc của tôi mà. Đổ nước gì đâu, y xèo cái ngôi nhà tôi luôn rồi nè. Hay vô Jimmy, mấy con này quậy lắm. Tôi đâu có biết chuyện này đâu. Trời ơi, bây giờ phải trông nó lên tới 18 tuổi là lâu lắm á. Bà nấu đồ ăn đi. Ôi, coi dẹp đi, chén sô-cô-la vô bánh nè. Ôi, kim cương của tao, mày đừng có quậy. Mày thằng kêu ly, quay kim cương của tao. Nó là mất kim cương, nó đi rải tờ lưa nè, Jimmy. Trời ơi, nó quậy dữ vậy trời. Kêu ly, thằng quỷ, thằng khốn nè. Trời ơi, la không nổi luôn, đau họng quá. Thằng quỷ sứ, thằng trẻ trâu, thằng ranh con này. Trời ơi, nó lấy kim cương của tôi, nó đi rải xung quanh làng này giống ơi. Tôi có biết chuyện này đâu, ông đừng có la. Ông la nào thấy không nè. Kim cương cái này có gì vậy? Ôi, đừng có quậy nhạc của tao mày, thằng quỷ kìa. Xong rồi nè. Ôi, có đồ ăn rồi kìa, kêu lên, nhanh lên, đồ ăn kìa. Không ăn đâu. Nhanh lên. Để tôi đi bắt quỷ sứ đó, nó đâu rồi. Bốn cái bánh của nó này là cái gì vậy? Ôi, trời ơi, mày đừng có làm quậy nhà tao mày. Thằng Killy, tao bắt mày. Mày nè, mày vô đi, mày ăn cho tao liền mày, quỷ nhỏ. Thú ăn mày. Ăn đi. Ăn cho lên. Mày có ngon không? Ngon. Không ngon mà nó ăn quá trời. Mày đặt xào xạo quá mày. Jimmy làm bánh là tuyệt vời nha mày. Chỉ có điều là bán hơi ế thôi. Đúng rồi. Cũng ngăn. Được rồi, bây giờ đi lên rồi, trên tôi sẽ xây cho nó cái chỗ mà để cho nó ngủ nè. Ông phải cho nó một cái lưới gì vậy, bảo vệ đó đi chị. Còn nữa ông ra ngoài. Còn nữa ông ngăn quá à. Ê,
Lạc ơi. Ôi. Trời ơi, đồ ăn gì mà làm xì hơi quá trời. Ôi. À, trời ơi. Ăn quỷ kêu lơ này mày ăn xong rồi mày xì hơi trong nhà tao mày. Bây giờ đi vô đây, tao sẽ xây cho mày một ngôi nhà này kêu lơ. Wow, nhà màu đen luôn hả? Ừ, cho nhà đen đi, cho đen tối. Kỳ ạ. Dì kỳ gì mà dì kỳ, mày quậy thấy bà luôn à. Bây xíu quỷ cho bự nữa đi, bự nữa đi. Sao giờ ông làm nhà giam vậy nha? Ủa, nhà gì mà sao nó? Nhà hiện đại, nhà hiện đại Parisian. Parisian style, hiểu không? Cái này là cái style dạo này là xây nhà người ta ưa chuộng lắm. Nên tôi quyết định là xây cho con luôn đó. Cửa này là cửa khóa một chiều siêu thông minh. Ủa, một chiều là sao? Một chiều là chỉ mở được ngoài thôi. Đúng rồi, chỉ mở được ngoài thôi con trai. Ở trong đó đi, chứ tao giữ mày kiểu này là tao mệt chết đi được. Mai tao làm tổng thống, tao có thể di chuyển tiện lợi được đó. Bây giờ làm một cái giường cho nó coi. Mày nô cái gì mày nô mày trong đây đi. Bây giờ cho mày cái giường nè đó. Cuộc sống trong tù, mày ở đây mày phải viết được một bài học. Đó là một bài văn mang tên là Nhật ký trong tù. Viết đi, viết được xong bài văn đó là tao cho ra, hiểu chưa? Đây, để tao cho mày có cuốn sách cho. Nè, viết đi. Viết chủ tới 18 tuổi đi con. Mở cửa đi cho mày. Thôi đừng mở. Ở trong đó đi, chừng nào lớn rồi tao cho mày ra, chừng nào mày bớt trẻ trâu đi. À biết. Đúng rồi, trong đó đi nha. Giờ bà có cách gì vậy? Dạ. Ôi nó trốn được rồi. Ủa nó đâu rồi? Ê, cẩn thận để tôi đi. Lấy nó, ê, nó dưới gầm giường á. Nó núp dưới gầm giường của mày nè. Ê, Yumi ơi, nó trốn mày, mở cửa cái thử Yumi. Đâu có dễ đâu cơn, đâu có dễ đâu cơn. Bớt giỡn đi Diễm, bớt Diễm Thúy đi Diễm. Không mở. Ở đây, đây, Yumi ơi. Ở đó đi nha, mày quậy quá rồi. Đây, tụi mình đi đi kiếm gì ăn đi. Đúng rồi. Ông đỉnh. Tôi là tổng thống, là tôi toàn quyền quyết định là tôi muốn làm gì tôi làm. Wow. Cho nó khỏe. Cái kế hoạch này, đi cho nó bớt quậy, nó lấy kim cương của tôi nó dục từ luôn. Tội đó là tội giấy ở tù. Tôi mới biết tôi thôi. Đứa thì hèn dịu, đứa thì quậy, đứa thì láo. Trời, nhức hết cái đầu, mệt lắm. Trôi qua, cuối cùng mình cũng đã viết xong cái nhật ký rồi. Phải đưa cho anh Nia với chị Yummy thôi. Anh ơi! Trời ơi! Gì vậy con? Gì vậy? Xong rồi nè! Đâu? Để vô lấy coi. Để đập đưa cho nè. Ồ! Nhật ký kêu ly, quyêu ly. Để coi, ngày đầu tiên đi học, ba dẫn tôi tới làng, tôi vừa đi vừa nói, muốn ở cùng anh Nia. Ngày đầu tiên đi học, anh Nia không nhận gọi buồn, tôi ngồi khóc bắt gặp chị Yummy. Ngày đầu tiên đi học, sao ngày đầu tiên hoài vậy mày? Ngày đầu tiên hoài vậy? Ngày nào cũng là ngày đầu tiên mà. Ngày đầu tiên đi học, tôi dẫn đến nhà Nia, tôi mừng tôi cười tươi. Chết mày rồi con trai. Nhật ký trong tù, qua trang bên kia mà đọc. Khi mới 2-3 tuổi, ba tôi dẫn tôi đến nhà anh Hi Ha. Ảnh nhận ảnh không nhận tôi là sao cha? Là sao cha? Mày viết cái gì vậy hả, Kiều Ly? Là vậy á, hiểu. Xong ba tôi mất tiêu, gọi bò Yummy nuôi chung cùng Hi Ha. Ôi, mày là cái gì? Hồng Bê, trời ơi, nó viết cái gì? Mày học văn kiểu vậy là chết rồi con. À quên. Đó. Vậy học gì? Năm nay nó có đi học đâu. Ờ thôi kệ nó đi. Tiếp nè. Hồng Bê, hai đứa nó ác lắm, nhốt tôi trong tù làm tôi nghĩ mình là cảnh sát đang ngồi trong khu vực canh giữ tội phạm. Tôi ở tù suốt đến năm 18. Trời ơi, thời gian lâu quá. 18 nhanh giùm. Được cái ở đây muốn ăn gì cũng được. Nhiều lúc tôi muốn mình ở tù mãi mãi. Tôi là cảnh sát kiêu ly, còn đầu xanh đầu hồng là tù nhân. He. Rồi nó bị ảo luôn rồi. Nó ở tù nhiều quá nó bị ảo giác rồi. Tôi, hai đứa nó hay chọc trêu tôi sẽ ghim hết. Chờ đó tôi sẽ báo thù. Tôi yêu Yummy và Hi Ha nhiều lắm luôn, bởi vì cũng nhờ tụi nó cho tôi ăn. Không thôi tôi chết đói rồi. Nhật ký lẻ loi của tù nhân, nhiều lần vượt ngục không thành. Trời ơi. Ủa hết rồi, buồn vậy? Sao mà nó tức mình lắm rồi. Giờ nó tức mình vậy? Mày lúc mày chửi tao, lúc mày hiu tao lần sao mày? Mày vừa đấm vừa xoa quá. Thì đó là nhật ký. Được rồi, cầm nhật ký giữ rồi đi. Chuẩn bị viết tới còn tới tận 12 năm còn lại lần con. Không chịu.
Thôi, ta biết rồi. Dù gì con cũng đã gọi là lớn rồi, nên vì thế ta sẽ không có làm cái cửa như vậy nữa. Đập đây, đập đây, đập đây, đập đây. Bây giờ sẽ cho Billy sống trở lại xã hội, không còn cách ly với xã hội nữa con. Còn mày mà mất dạy là mày vô trong đây lại nha con. Bây giờ, tôi thấy chuyện này không được rồi, Jimmy ơi. Nó viết văn kiểu này là hỏng rồi, mình phải cho nó đi học thôi. Nó cũng đến tuổi nó đi học hành rồi. Tôi nghĩ là chỉ có một người duy nhất là dạy đó giỏi trong cái làng này thôi. Không, cho phải cho nó đi trên đi học ở trên trường thôi. À, trên trường luôn, ở trong ngoài học ở làng nữa hả? Được, vậy thôi, nó đi học đi. Ừ, đi học đi, Jimmy. Học đâu rồi? Vậy cha xuống không nội? Jimmy, dẫn nó xuống, thay cho nó bộ đồ đi học đi. Nhanh lên. Đây, 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 xuống dưới, thay cho nó một bộ đồ đi học. Ồ, bộ đồ đi học này có vẻ hợp lý đó. Ai đổ xong rồi thì bây giờ mang ba lô vô nè. Mang ba lô vô đây. Ơi, giỏi quá. Rồi được rồi, bây giờ thì tôi sẽ giao phần này dạy cho Jimmy, dẫn nó đi học đi. Ok, được rồi, bây giờ tôi sẽ dẫn nó đến trường. Ông nhớ thay nhà canh nhà, cẩn thận đó. Đây. Được rồi, đi đi, nhớ học đàng hoàng rồi viết văn lại cho đàng hoàng nha, kêu đi. Vâng lệnh, em. Vâng lệnh, được rồi, đi đi. Nhớ là về đúng giờ, cẩn thận nha, kêu đi. Trời ơi, hướng này nè. Ê, trời ơi, nhốt nó trong đó hèn gì nó học dở gì đâu á các bạn. Nên vì thế mình mới quyết định là cho nó đi học để cho nó thông minh lên. Nên vì thế hãy mong là nó cố gắng học để không phụ lòng mình. À, để sắp xếp gọn gọn lại cái chỗ nó học hành để sau này nó còn học coi. Bây giờ cái này mình sẽ để ở đây. Rồi, cái bàn học nè. Đây. Đó. Bàn học hình chữ L luôn mà. Rồi, tiếp theo là mình sẽ để thêm sách nữa các bạn ơi. À, sách đi chị, để cho thằng này nó có học thì nó còn có sách để nó học. À, nó cố gắng học hành, học hành tài các bạn. Để trả lại cho gọi là ba của nó là mình còn hãnh diện các bạn hiểu không? Trời ơi, qua nhà hia ở tù không là chết luôn các bạn ơi. Rồi, rồi, hợp lý rồi đó các bạn ơi. Thôi, đi tạm thời là như vậy đi. Thôi, nghỉ ngơi thôi. Gắn cái đèn ở đây quá tuyệt vời cho một cái bàn học luôn. Ở đây là thêm một cái nữa luôn. Để đi xuống coi. Xong rồi. Ủa chị ơi, Jim ơi. Ủa chú lấy đi học chơi rồi nè. Ủa xin cha. Nào. Ủa cái gì kêu lấy, sao con dẫn nhiều người học về chung vậy? Cái đứa bạn của con đó. À có lên đây nè. Đâu rồi? Trời ơi, nhà này là nhà của tôi mà làm như nhà của nó. Ủa, trời, nó muốn làm gì làm trời. Trời ơi, thì có cho bạn, cho mấy đứa bạn của em qua có sao đâu. Trời ơi, vô chào người lớn không thấy chào dạ thưa gì vậy. Quậy phá ơi, tụi mày. Thằng Billy này mày quậy nữa mày. Ây da, vậy đâu. Trời ơi, tụi nó quậy tắt đèn lên, tắt đèn xuống hoài Jimmy. Có mày tính nè. Chơi game. Dũng ơi. Tôi mà tôi biết rồi, bây giờ ông giải quyết con. Theo Lê, bây giờ dẫn mấy thằng bạn con về đây. Wow. Ôi trời ơi. Trời không chịu đâu. Mấy đứa bạn con nó qua rồi, cho nó chơi trời. Trời ơi, nó xếp mấy cái tủ lạnh của tụi mình lên kìa. Jimmy lên xếp lại coi. Trời ơi. Thằng quỷ Billy này, mày đi về chưa? Mày đi về liền. Thôi tao mát. Chơi ở đây đó. Không mà tao mát ba mày qua xử mày nha mày. Thằng quỷ sư. Trời, cây ché gì vậy? Thôi về. Đi về đây. Trời ơi, tụi bay. Tụi bay cái gì mà tụi bay đi về ở đây. Cái gì? Hạn tiệt chứ mẻo luôn á. Trời ơi buồn chẳng lắm. Giận cái gì mà giận. Trời ơi quậy phá từ lưa hết. Giận cái gì tao lên. Ơi mày tin là lửa bạn thì lửa bạn chơi cho nó đàng hoàng. Đừng có lửa mấy thằng tào lao mày, nó vô nó quậy nhà chứ có chơi bờ gì. Trời thằng kia nhà giàu mốt mượn tiền đó được chứ gì. Trời ơi mày cũng biết lựa người chơi quá. Lựa thằng già giàu bởi vậy nó giàu rồi nó quậy. Nó muốn làm gì nó làm kìa. Trời thì nó muốn làm nó đợi chứ có gì đâu. Không được, đợi nó nhiều quá. Là từ nay là chơi bạn là phải lựa bạn mà chơi. Chơi người mà không lễ phép là thấy là ta thấy không được rồi nha. Mệt. Ông cái gì bảo? Giống ơi, xử nó đây. Vậy rồi, tôi sẽ lấy cái cây. Rồi. Nè, bây giờ thì hư, thằng này nó hư lắm rồi. Hư là nè, giặt buông ra. Nè, để tôi kéo buông. Cái đít nó kìa. Con một, hai, ba, chín, chín, bảy. Mẹ ơi. Đập nó đâu rồi, đập cho cái mông nó đỏ luôn. Đúng rồi. Mày hư hả mày. Hổn hả mày. Phải nói là từ nay là con không hổn nữa. Xin lỗi. Dạ con xin lỗi. Từ nay con không hổn nữa. Được rồi em ơi, tha nó đi. Trời ơi đánh hoài là tội rồi. Ôi ơi, chán cái quần vô mày. Ơi, cứ vậy đi. Cứ lên giữa mặt đi.
Ừ đây còn hổ nữa là đập tiếp nha mày. Dạ. Hey, con thằng quỷ này ta? Nói nó không nghe. Bây giờ dạy nó cách nào, bây giờ nó đi học mà nó còn quậy, về nhà nó còn quậy hơn nữa, nó còn hổn láo nữa. Hey, đúng là con nít giờ... quỷ thiệt mà. Trời ơi, chuyện gì đó thì tụ tập với mấy thằng bạn nào đó, thằng mốt đi với thằng gì đó. Ừ đúng rồi. Bây giờ đợi nó rồi. Xong cho kêu lên. Xong rồi. Bây giờ lên á là con viết tiếp cái cuốn sách kia giùm cho tôi nha. Viết tiếp nữa hả? Đúng rồi, em viết cái cuốn sách đó nhiều vô. Bây giờ là chỉnh lại với một cuốn mới đi. Cuốn cũ ghi chủ ngữ, viện ngữ, giờ mở bài, thân bài, sai bét bằng bạn hết rồi. Đúng rồi đó. Viết lại một cuốn sách cho đàng hoàng, viết lại đàng hoàng sạch sẽ rồi nha. Giờ xong một xíu là đọc rồi. Bây giờ là 10, bao nhiêu ta? Hôm bữa 6 này 4 nữa là 10 năm rồi đó. Bây giờ còn 8 năm nữa thôi, dán học hành đi. Đúng rồi đó, cố lên. Dạ. Đi thôi Dâm ơi. Thằng quỷ này nó quậy quá trời quậy. Trời ơi, hôm nay mình phải làm cái món gì đó cho thằng Kelly ăn mới được. Trời ơi, món gì đó ngon ngon mới được. Ủa, vụ gì vậy? Ồ mà ảo quá vậy. Mày đâu? Mày muốn đã đâu? Mày vô đây, ngồi vô đây. Chà. Ây chà. Mày nhân cái gì mày nhân? Ngon mày vô đây. Mày tưởng mày mạnh hả? Ngốc đi này. Chuyện lớn gì vậy? Kelly với Mốt đi đánh nhau. Hello, yêu tôi. Đánh nhau là sao? Đâu cái gì mà đánh nhau vậy trời. Ôi quay 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 hai đứa làm gì đến lộn vậy? Ôi rồi. Tự nhiên nó tới nó đánh con á. Tao đánh con của tao mày, quậy ra. Mốt ơi. Cái gì? Hôm nay tao phải quýnh á, phải tiêu diệt cái thằng này. Sao phải đánh thằng Kelly? Kelly làm gì mà nó đánh vậy? Không biết, tự nhiên nó nói nó yêu nạ quay xong rồi nó tới đánh con. Là sao đây? Mốt ơi. Nó cướp nạ quay của ta. Mày cái thằng này. Ủa nó cướp bữa nào mày, tao đi chơi nó đâu phải là tao yêu nó đâu. Mày yêu nó, tao cướp nó từ tao đúng không? Là gì gái nữa rồi Dũng My ơi, tụi nó gì gái nó đánh lộn nhau nữa rồi, bây giờ sao bây giờ? Là tôi hiểu rồi nè. Nãy lúc tôi lên tụi nó đánh tôi nghe nó kiểu vậy nè. Thằng Kelly này tức giận thằng Mốt Ghi. Ai sao á mà nó thích Na Uy mà Na Uy lại thích Mốt Ghi. Trời ơi bây giờ tụi nó đánh lộn nhau thì xèo vậy luôn á trời. Vợ không tính được đi, sao giờ tôi biết được. Trời ơi cản nó ra đi chứ. Trời ơi ghi ra xin trả coi nè rồi đó. Trời ơi đánh lộn gì y xèo hết vậy. Trời ơi dễ dàng mà muốn biết là yêu ai thì bây giờ kêu Na Uy tới là xong rồi. Tự nhiên cái đánh nhau là cái gì. Trời ơi để tôi kêu Na Uy xuống ba mặt. Đúng rồi, kêu Na Uy ba mặt một lời là rõ ràng là đứa nào yêu đứa nào ngay. Trời đó, để tôi gọi Na Uy ra. Đó, đợi đây, đợi Na Uy ra rồi. Chưa cái gì mà mày đánh sao? Nhau. Trời ơi, ủa mà sao đi chơi với Na Uy là sao con? Trời ơi, nó tới nó động tay động chân con trước đó. Chứ con có làm gì nó đâu. Trời đất quỷ thần cái ơi. Nó chỉ được cái đánh nhau là giỏi. Đúng là dì gái sinh tồn, đánh nhau. Bây giờ chúng ta để coi Na Uy tới rồi nói chuyện gì tiếp theo ở đây mấy bạn ơi. Mình cũng chả hiểu nữa. Các bạn có bao giờ mà vì người yêu như này mà đánh lộn chưa? Bởi vậy tao nói còn đi học là tốt nhất là đi tập trung học đi, đừng có yêu đương gì hết. Như thằng Kelly này là chắc chết rồi, hỏng hết rồi, đánh lộn bạn bè với nhau, chơi với nhau đánh lộn hết. Cha nói hồi xưa cha nói không được chơi với nó mà. Ừ đúng rồi. Ừ ừ. Ừ em biết chơi chi giờ đó về đánh lộn. Đó chơi chi giờ đánh lộn thấy chưa? Đánh lộn mình chưa? Ngu dốt. Tao gọi tới chờ lâu vậy. Kìa tới rồi kìa. Trời ơi vẫn đang quy tới rồi kìa. Rồi đó ba mặt một lời đó, nói đi Kelly. Sao? Bây giờ em thích ai? Anh thì là cái thằng màu trắng bóng này. Thằng màu đen hay thằng màu trắng? Ừ. Hắc thì bánh. Kelly đó với tôi á chỉ là bạn bè đi ăn. Ôi bạn bè. Nó còn tình yêu của tôi là tôi thích mất đi mà. Trời ơi. Nghe chưa? Đánh ngang tay. Chào cha, có gì nữa chạy rồi này. Rồi xong và thế là hết. Trong một buổi đi chơi nè. Ai đi chơi đó gì? Ok, để đi ăn nè. Ôi ơi. Anh chị nha. Bye bye Na Uy. Hey, vậy là nó buồn, nó tủi thân, nó gòi giùm mi ơi. Để đi vô coi nó ở đâu rồi. Đi từ chối thẳng mặt luôn. Trời ơi. Nó làm gì vậy? Ủa nó đâu rồi? Ui. Làm gì vậy Kelly? Có gì đâu mà phải khóc. Không có con này thì mình có con khác. Đúng không Na Uy? Trời ơi. Không chịu trời cái gì. Ơi, vì là Mốt Ghi nên Na Uy phải chia tay đó, gì đâu. Gì dám ơi, âu sang kêu bán đi hạnh phúc đời mình. Rồi mày khóc làm chi, Kelly ơi, người ta không thuộc về mình rồi con.
rồi. Ai, có gì đâu mà khóc con. Ý, có tiếng của ba mày tới kìa, ba mày tới. Tiếng của Killer kìa. Ô, Killer, dẫn về đi. Con của ông bây giờ nó buồn tình rồi kìa. Trời ơi, lớn già đầu rồi. Buồn tình. Ừ, không có gì đâu, dẫn con về đi. Bây giờ nó bị trầm cảm, bây giờ nó bị gọi là tình yêu, bị mất yêu. Mà không phải cho túi gì à làm luôn nha. Thì con. Ừ, nó yêu con gái nhà người ta, con gái nhà người ta đã có người yêu rồi, nó yêu. Xong rồi bây giờ người ta chợt nhận ra, xong rồi nó quê, nó buồn. À thôi không có gì đâu, ông đưa nó đi là tôi cũng cảm ơn ông rồi, nó nhức đầu quá hết cái nhà tôi à. Bye bye ông nha, ông kêu lên. Đó nha, đừng nhận thêm đứa nào nữa, nhức đầu quá nha chúm ơi, trời ơi. Bây giờ tôi sẽ nằm nghỉ nè. Mệt ghê á.